Ngọc này, dạo này công việc của anh nhiều quá, khiến anh hay bị stress là mệt mỏi. Anh đang muốn tìm một loại trà để giúp cho tinh thần của mình nó thư giãn, thoải mái mà tìm mãi vẫn chưa được. Anh thấy Ngọc là một tín đồ thưởng thức trà, Ngọc có gợi ý nào cho anh không? Anh từng hỏi đúng người rồi đấy ạ. Em thì đã thưởng thức rất nhiều loại trà khác nhau và mỗi loại trà thì với em có một ấn tượng riêng. Tuy nhiên thì loại trà em yêu thích nhất đó chính là những sản phẩm trà tới từ thương hiệu Lismai. Và ngày hôm nay thì em Ngọc cũng đã chuẩn bị một vài sản phẩm trà để tặng anh Tùng trong dịp Tết này rồi. Và bây giờ thì em sẽ mời anh Tùng thưởng thức luôn một tách trà em đã chuẩn bị sẵn ở đây nhé. À, Ngọc chu đáo quá. Tách trà có màu đỏ nhẹ, màu trong rất đẹp mắt quý vị ạ. Và Tùng sẽ thử thưởng thức xem như thế nào. Anh có bất ngờ về hương vị của trà Lismai không? Sau khi mà thưởng thức xong thì anh thấy rằng là vị của trà hoa Artiso đỏ Lismai đầu tiên là vị hơi chua nhẹ, sau đó là vị ngọt của Artiso lưu lại trong khoang miệng và cổ họng rất lâu, cảm giác vô cùng dễ chịu. Không biết rằng những loại trà này thì thường mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe gì? Để giúp anh Tùng cũng như quý vị khán giả hiểu hơn về sản phẩm trà tới từ thương hiệu trà Lismai, xin mời quý vị cùng xem một đoạn clip ngắn ngay sau đây. Các sản phẩm Lismai được sản xuất từ những giống cây chất lượng theo quy trình trồng trọt và thu hoạch đạt tiêu chuẩn Nhật Bản, với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt tiêu chuẩn đến thị trường Việt Nam và thế giới. Hiện nay Lismai cung cấp rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau như trà hoa đậu biếc, trà hoa Artiso đỏ, trà lá biwa, trà rau má, bột nghệ Lismai, hạt điều, hạt macadamin. Tất cả các sản phẩm này hoàn toàn organic 100%, không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, tiêu chuẩn chất lượng được kiểm soát bởi các chuyên gia Nhật Bản, có nhiều lợi ích cho sức khỏe và tiện dụng, đặc biệt thích hợp cho dân văn phòng. Và anh Tùng biết không, việc chúng ta sử dụng trà, hạt điều, hạt maca organic, bột nghệ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như là giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giảm cân, chống lão hóa cho cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch, còn rất là nhiều công dụng khác nữa. Đặc biệt là đối với dân văn phòng thì đây chắc chắn là những gợi ý vô cùng tuyệt vời để giúp giải tỏa căng thẳng stress, giữ cho tinh thần luôn sảng khoái và thoải mái đấy anh Tùng ạ. À, đúng là như vậy rồi. Và có những loại trà này thì anh không cần phải lo lắng đắn đo xem Tết này phải mua lại đồ uống nào đảm bảo an toàn sức khỏe của mình nữa. Và anh còn thấy là hộp quà Tết Lismai rất đẹp mắt. Thực sự là một món quà ý nghĩa về sức khỏe dành tặng cho đối tác, người thân, gia đình bạn bè của mình trong dịp Tết này. Không biết là anh có thể mua trà Lismai ở đâu được nhỉ? Để đặt hàng, anh Sơn Tùng và quý vị hãy gọi vào hotline 0906 361096 hoặc 028 3520 8001. Hiện nay các sản phẩm trà Lismai cũng được bán trên các sàn thương mại như Shopee, Tiki, Lazada, nên quý vị khán giả có thể mua hàng tại các địa chỉ này. Cảm ơn Ngọc ngày hôm nay đã dành tặng cho anh và quý vị khán giả một sản phẩm rất tuyệt vời. Và Sơn Tùng hy vọng rằng là qua những thông tin vừa rồi đã giúp cho quý vị có thêm những sự lựa chọn hữu ích trong Tết năm nay. Đừng quên gặp lại chúng tôi vào khung giờ quen thuộc của mua gì Tết này vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh VTC6 để không bỏ lỡ nhiều thông tin mua sắm khi Tết đến xuân về. Và có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.